Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bé kể bé nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Mara Đỗ Trần Hà Anh, mình đến từ giáo xứ Thế Hòa. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện Chúa Giê-xu người thầy vĩ đại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đức Giê-xu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đàn lũ dân, chúng từ khắp miền Judea, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ má bên trái ra nữa. Khi làm việc lành, phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng, anh em chẳng quý hơn chúng sao? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa bộ tộc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ cho thêm. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Vậy nếu anh em vốn
là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành. Phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho kẻ kêu xin người sao? Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đổi lốt chim mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ xinh hoa nào thì biết họ là ai. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như ngồi khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây nhà trên đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tàn. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sứ của họ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Mình xin tạm biệt các bạn và câu chuyện lần sau nhé.